Vâng, em chào các bác nha. Anh em lại về thêm một hoa hậu 7.8 nữa nha. Đợt này về chỉ có được một con 7.8, các hàng là em tuyển chọn các bác thái đồ đẹp nha. Đây. Từ nấm nút cho đến mạch là long lanh luôn nha. 7.8 là một trong huyền thoại của Pioneer, huyền thoại gấp loa ở phân khúc rất là tầm tiền. Em đăng giá các bác là hàng đẹp nha. Hàng đẹp là giá 7.5 triệu tăng phô vàng. Rất là mới, em vừa rồi em cũng có về một con mà giao rồi nha các bác. Đây. 7.8 là một âm đi rất là dễ chơi, dễ grip. Quánh bát 30-40 là vô tư các bác. Đặc biệt 7.8 rất là lực tiếng, dễ grip, đánh trực kháng là 4-16 ôm. Con này seri nhôm này, 2210 này, 2210 nha các bác. Và hiện tại em chỉ có một con 7.8 tại shop này thôi, 2210. Mặt đẹp long lanh nha, đạt tiêu chí trưng bày rồi, không cần bàn tán nữa nha. Những em này các bác grip loa Nhật, loa Mỹ, loa Âu đều tốt hết nha. Đây các bác cũng thấy đồ đẹp của máy nha. Long lanh không thì vớt. Sau đây em mở cái nội thất bên trong. Giá 7.5 triệu là đã bao gồm phí ship nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì vẫn bớt 200.000 như thường lệ là còn 7.3 triệu. Còn cọc tiền thì vẫn giá 7.5 triệu. Cọc thì các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên để em ship hàng tận nơi. Máy đẹp lắm nha các bác, lên đèn luôn để các bác cùng ngắm. Để trưng những dòng 7.8 lên đèn rất là đẹp các bác. Hai đồng hồ vuông. Các bác cùng thấy chất máy này, chất máy bãi này. Sexy vẫn ươm luôn, các bác thấy sexy không? Đấy, phía giờ này. Đấy. Còn hai dây bị thiên tinh luôn. Bốn con sò nguyên cầm luôn này, nguyên cầm này các bác. Nói chung là nguyên zin từ A tới Z này. Tụ này. Những cái dây này, quắn này. Tăng phô này các bác, hiện tại đang có điện không dám đụng nha các bác. Đụng nó giật là le lưỡi luôn. Đấy. Sexy nè, em ánh luôn nha. Các bác thấy đồ đẹp này, từ bo mạch này. Đây là phần tản nhiệt này. Bốn con sò nguyên bản của nó này, nguyên cầm luôn nha. Thiết kế của 7.8 thì rất là đơn giản, ở đâu ra đó. Các bác có thể thấy phần nguồn, phần tụ, phần công suất, phần bo mạch. Nhưng mà nó rất là hay, dễ grip. Không có rườm rà, không hầm hố những âm ly khác. Nhưng mà dễ grip, tiếng rất là hay. Tuột dây nha các bác. Bác nào lấy con 7.8 này thì về grip loa, về grip thì lấy con này nha. 7.500 bao gồm phí ship. Máy đẹp gọi là long lanh luôn. Đấy, long lanh cành đào luôn nha. Đây các bác cùng ngắm này. Vừa nghi vừa ngắm vừa trưng bày là những cái sản phẩm và tiêu chí bán hàng bên em nha. Máy là bao riêng tuyệt đối, máy chất bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Vâng, tiếp theo là con 7.8 2 la mã vừa về trong sáng ngày hôm nay. Và huyền thoại loa của Pioneer, vâng là 7.8 2 la mã nha các bác. Dễ chơi, dễ grip và giá rất là ngon trong thời điểm bây giờ là các bác đã sở một con 7.8 đẹp rồi là trên 95% nha. Sexy vàng. Giá là 10.500.000 đã bao gồm phí ship. Và sau đây em mời các bác cùng xem độ đẹp của máy luôn nha. Từ nấm nút cho đến mạch mũi là đẹp keng, và đặc biệt dòng này trưng bày rất là đẹp nhờ có hai đồng hồ vô. Các bác về có thể mua thêm một con táp hoặc là con đậu đét của Pioneer nữa là ghép lên là một bộ, một chồng rất là đẹp nha. 10.500.000 mà đã bao gồm phí ship nha. Nếu các bác cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu là em ship hàng nha. Còn chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000 là còn là 10.300.000. Máy thì đẹp, còn là không điểm trừ nha. Máy đánh hai cầu loa ABA cộng B thì dòng 7.8 2 la mã thì nó nổi tiếng rất là lâu rồi, từ mười mấy 20-30 năm rồi, từ khi em nó ra đời tới giờ. Con này series là 0903 nha. 0903. Điện 100V, đánh hai cầu loa trở kháng là 4-16 ôm. Là những đường kết nối có cổng phono, tuner, AUX. Ba cái cầu kém điện này. Sexy là 7 màu nha các bác. Máy là bao zin tuyệt đối và máy rất là mới nha các bác. Tại vì em tuyển hàng rất là kỹ, các bác thấy những con 7.8 hay là mã em về không? Toàn hàng đẹp không? Và các bác đều sở hữu được những con 7.8 bên đây. Đây các bác cùng ngắm lại nó một tí. Em sẽ mở cái nắp bên trong để các bác cùng xem linh kiện và độ mới của linh kiện nha. Máy thì bảo hành riêng tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo nha. Các bác về cắm đống điện 100V. Chiên trị dòng loa mà bát 32 đổ lại. Dễ chơi, dễ grip, các bác không cần đeo đầu và lăn tăn trong việc tìm âm ly là phối ghép thì chơi con 7.8 2 la mã là sự lựa chọn đúng đắn nhất nha. Vâng, đây là nội thất bên trong. Xì là 7 màu nha, 7 màu luôn.
có cái bị không răng éo trong suốt là phần tản nhiệt mang cá đặc trưng của con 7/8 hay là mã nha, bốn con sò ép các bác, bốn sò ép nha, phiên bản của nó bò mặt này có thể bò bạn lên kỳ không, trắng tròn sạch sĩ. Bác nào yêu thích con 7/8 này thì alo cho em nha, máy là zin và đẹp hết tất cả hoàn hảo nha, nghi rất là hay. 0903 series là 0903 nha các bác. 7/8 thiết kế rất đơn giản, thì các bác nhìn trong này thì có thể tăng phô nguồn và phần bo mặt âm sắc và phần công suất này thôi, nhưng mà RAM thành cực kỳ tuyệt vời, nhiều con cái âm ly rất là gấu nhưng mà nghi không bao giờ bằng 7/8 hay là mã. Nên là 7/8 hay là mã rất là hot, là nhờ đó nó nổi tiếng là nhờ âm sắc cũng như là dễ ghép loa. Rồi em chỉ xin chào hẹn gặp lại các bác, em giới thiệu con 7/8 hay là mã này để các bác nào muốn sở hữu em nó thì series 0903 thì alo cho qua số điện thoại trên.